Đây là cái con tầm nhỏ đây. Ừ, mà để tầm nhỏ. Vâng, đây là tầm nhỏ. Ừ, tầm nhỏ này. Con tầm này là ăn lá dâu này. Vâng, ừ. Đấy. Ăn lá dâu. Vâng. Này. Đây là mình đang có mặt ở bản Gò Kham này. Vâng. Để giới thiệu với mọi người cái nghề dệt thổ cẩm này. Vâng. Ở bản nhé. Vâng. Đây, bây giờ đây là bà. Bà sẽ giới thiệu với mọi người những cái nghề dệt thổ cẩm ở đây này. Vâng. Bà ơi, bà giới thiệu cho cái sản phẩm này xem. Cái này nuôi xong là mình sẽ là để nồi vào bếp. À đấy. Ừ, kéo đấy. Lấy, kéo. Thả, tức là đun nồi nước sôi này. Đun nước xong sôi. Rồi thả cái kén của con tầm đấy bà nhỉ. Ừ, đấy đúng rồi. Con tầm này vâng, vào. Vâng, kén con tầm và xong bắt đầu là mình cứ kéo đúng rồi. Kéo. Kéo xem thành sợi. Đấy. Vâng. Đấy đúng rồi. Kéo thành sợi thế này. Vâng, đúng rồi. Cháu nghe nói là có hai loại tầm đấy bà nhỉ? Và hai loại một loại tầm to, loại tầm to thì lá sắn. Loại tầm nhỏ bà nhỉ? Vâng, loại này thì loại tầm nhỏ. Loại này là tầm nhỏ. Tầm nhỏ vâng. Này hộ mình làm cái chân váy đấy. À, làm chân váy à? Thổ cẩm này. À, váy thổ cẩm đấy bà. Vâng. Đây các bạn này, đây là cái sản phẩm mà sợi tơ nhé. Vâng. Sợi tơ mà sau khi là kéo xong ấy bà nhỉ? Vâng. Vâng, này, kéo xong để làm thế này. Nó vàng thành cái màu vàng óng như thế này. Mình quấn vào làm thế này. Bái để làm được cái này thì có nhiều nhộng không? Có thêm nhiều cái con nhộng mà nó nhả ra không? Có đấy. Một mẻ chắc là nhiều lắm nhỉ? Vâng. Đây các bạn này. Đây bà đang dỡ ra nhé. Đấy. Để xem nhé. Đấy. Đây. Đây các bạn nhìn này. Cả một cái đoạn dài thế này. Chắc là nhiều con tầm lắm bà nhỉ? Vâng, nhiều con tầm lắm. Vâng. Đấy, đây là nhà bà đang nuôi con tầm này các bạn này. Đây. Nuôi thì bây giờ đang nuôi. Con này là con tầm nhỏ. Con này là 2 tuần thành là nó ăn lá dâu mà nhỉ? Vâng, ăn dâu. À, ăn lá dâu nhỉ? Vâng, ăn lá dâu. Cho xem bên này này. Đây con loại này là tầm nhỏ này. Ừ, tầm ăn nhỏ. Lá dâu này. Còn một loại tầm to hơn con đấy là ăn cỏ hả bác? Ăn lá sắn chứ nhỉ? Ăn lá sắn. Cái đấy gọi là tầm lá sắn đúng không? Ừ, gọi là tầm lá sắn. Mình còn hay vào lấy con nhộng về bán này. Đấy, con nhộng này ăn được đấy nhỉ? Vâng. Sau khi mình kéo thành cái sợi này xong cái đấy mình để làm thực phẩm, mình để ăn đấy bà nhỉ? Vâng. Còn đây là cái tầm nhỏ, tầm này, này tầm lá dâu. Tầm lá dâu ăn được. Mình có ăn không bà? Có ăn con nhộng của nó. Ăn con nhộng của nó chứ? Vâng. Nhưng mà con này nhỏ nhỉ bà nhỉ? Cũng bằng cái đũa. Đầu đũa nhỉ? Ừ, con nhung bằng cái đũa. Cái này nó chưa lớn. À, chưa lớn. 2 tuần bây giờ, 2 tuần này là lớn vậy đấy. À, 2 tuần mới lớn, nuôi 2 tuần đấy bà? Ừ. À. Nó 2 tuần. Vâng. Thế con, bà cháu nghe nói là cái tầm nhỏ này thì 1 năm làm được 2-3 lần đúng không? 4 lần. 4 lần á? Ui. Bây giờ... Thế á? Bà cũng được hai lần này rồi đây họ còn thế ạ. Nhà kia làm thì được 3 lần lần này rồi. Thế à? 3 lần rồi cơ à? Ừ. À. Thế còn con tầm to hình như 1 năm chỉ được 1 lần hả bà? Tầm to cũng được 2-3 lần tầm, đấy. Tầm lá sắn. Tầm lá sắn đi. Bây giờ chơi không có giống. Có thể nó không có giống không mua được hay là họ không làm nữa hả bà? Họ không mang bán. Họ không mang bán á? Ừ. À thế à? Đúng rồi. Trên xe nhiều họ thế không à? Mang. À thế ạ. Vâng. Lan nhắn vào cho hộ mang giống về cho. À thế à. Cái đấy phải mua nhỉ? Phải mua. Vâng. Đúng rồi, cái đấy phải mua nhỉ. Vâng. Đây các bạn nhé, đây là cái xa để kéo sợi này. Đây. Cái xa kéo sợi của bà. Đấy, đấy. À, bà vâng. Đây mình sẽ ghi lại hình ảnh bà đang ngồi kéo sợi nhé. Đấy, như thế này các bạn. Cái này là cái cho xem. Này. Đây. Cái sợi này là sợi của con tầm. Cái này là sợi bông đấy. Sợi bông chứ, ừ. Sợi của quả bông chứ. Cây bông đấy. Quả bông đấy. Mình trồng nương đấy. Mình trồng trên nương ấy nhỉ? Ừ. À mình lấy về. À đấy, đây các bạn đây. Nhìn này. Bà đang kéo, đang kéo sợi các bạn nhé. Đây. Đó. Đây. Bây giờ cháu thấy cũng ít ít người làm cái này vào nhỉ? Họ không làm rồi. Họ không làm à? Ừ. Họ làm rồi mình. Bây giờ thì người Lào thì sang đấy cái này mua cái này đấy. Người Lào á, ở nước Lào á bà? Ừ, họ sang họ mua cái này, mua cái này của mình à? Vâng. À, thế à? Bây giờ thì mình sẽ làm thổ cẩm bán cho người Lào. À, mình làm thổ cẩm à, bán à? Vâng. Ồ, thế á? Ồ, nhưng mà bên họ không làm bà nhỉ? Bên họ cũng bên Lào ấy? Muốn lấy bên mình. À. Bên Lào.
Muốn lấy bên mình à? Ừ, thế làm mẫu. Ừ, làm mẫu à? Về làm mẫu à? Phải lấy hộ mua mua với thì làm mẫu. À, đấy, là như vậy đấy. À, vâng, họ làm mẫu à? Vâng. Đấy, cái này là cái xa để kéo sợi. Cái này thì cái bà pha đi hay là? Bà pha ở ngay bản mình. Mừng Luân này. Ô, Mừng Luân 2 đúng không bà? Mừng Luân 1 đấy. Mừng Luân 1 đấy. Ê, ô thế à? Đây. Nhà bà pha. Bà pha thì hay làm thủ cẩm lắm. À, kia à? Ừ. Ồ, thế cháu lại không biết nhỉ, cháu cũng vào hay vào đấy mà cháu lại không biết. Cháu nghĩ là mỗi bản mình thôi, bản có khăm mình thôi. Có khăm mình làm thôi. Mình cũng làm. À, người Lào, đúng rồi, người Lào ở đấy. Dạ. Yeah. Mừng Luân họ cũng làm mà. Đấy. Vâng. Đây, đây là kéo sợi rồi. Sợi. Vâng, kéo sợi này. Sợi này là sợi bông nhé bạn nhé. Sợi bông đấy, sợi bông đấy. Vâng. Mình làm nương. Làm nương ý nhỉ? Nương. Cái này mình trồng với nương bạn nhỉ? Vâng. Vâng. Nương. Đấy, đi thu hoạch về xong bắt đầu là vâng. Kéo từ cái quả bông nhỉ? Làm từ quả bông đấy. Vâng. Đấy, đây các bạn nhé. Sợi bông. À đấy, đúng rồi. Cái này chắc người già mới làm được bạn nhỉ? Vâng, người trẻ bây giờ không biết. Người trẻ không biết làm đúng nhỉ? Vâng. Một phần vì họ kiểu họ bận ý. Một phần là vì kiểu không tập trung vào cái việc này nữa. Con của bà thì hai đứa con gái biết hết đấy. Thành với con dâu. À, Thành là con dâu nhỉ? Con gái thì một người lấy chồng đi ở Mộc Châu. Mộc Châu ạ? Vâng. Huyện Mộc Châu. Xã nào hả bác? À, thị trấn nông trường Mộc Châu à? Vâng. Ui thế ạ. À? Ở đấy thì công nhận mát thật. Cháu đi qua đấy rồi. Mát lắm. Hiện tại bây giờ đang làm ở công ty bánh kẹo. Công ty bánh kẹo Mộc Châu. Vâng. À đây em bé. À đây em bé về rồi đây. Đấy, bà vừa nhà trông cháu này. Đấy. Vừa lại tranh thủ kéo tơ này. Vui tầm này các bạn này. Khát nước lắm ạ. Ui thế ạ, à? Đi chơi về đấy. Ừ. À, được đấy. Cũng may là hôm nay bà nhà trông cháu mới gặp được đấy. Không thì cháu vào mấy nhà rồi nhưng mà để họ đều đi làm hết bà. Đều đi làm ruộng hết đấy. Vâng. Đang vào vụ mùa mà. Mọi người đều ra ruộng để làm hết đấy. Cái này cũng không gặp được. Cũng may là gặp bà nhà. Đấy. Đấy, trông cháu nên là mới gặp được bà đấy. Mới hỏi được bà, hỏi chuyện được bà. Đấy. Như đây là cái quả sợi này. Cái này gọi là xa thì đúng rồi. Đấy, hai bà cháu. Lắm à. Chắc tí nữa là bố mẹ về thôi chứ nhỉ bà nhỉ? Mẹ đi lang đi tham quan Đà Nẵng. À, mẹ đi tham quan rồi à? Vâng. À thế ạ. Vừa đi hôm nay. Vâng. Vừa đi hôm nay à? Vâng. Thế có cho cái thằng đầu đi không bà nhỉ? Đi học Nga Son này. Ô, học Nga Son à? À thế ạ, thế đưa đi luôn à? Vâng. À vâng. Thế còn hai bố con ở nhà thế nhỉ? Vâng. Đúng rồi. Đấy, đây vào đưa vào gửi bà xong rồi bố lại đi làm nhỉ? Vâng. Vâng. Đấy, vâng. Bà chồng bố đi làm. Đấy, bà chồng cho bố đi làm. Đây là tầm dâu, tầm lá dâu các bạn ạ. Còn một loại nữa là tầm lá sắn, nó to hơn thôi. Nhưng mà bà như bà bảo đấy, không một giống nên là cũng chưa nuôi được, còn tầm gọi tầm nhỏ, tầm lá dâu đấy. Đây cái sản phẩm này, thành phẩm là cái sợi, cái này các bạn, sợi tơ này, từ đây là dệt thành cái này thành váy đấy bà nhỉ? Vâng. Từ cái sợi tơ này nhỉ? Thành váy. Đấy, giặt thành cái váy của người Lào nhỉ? Vâng. Đấy đúng rồi. Vâng, công nhận là cho thấy nó kỳ công thật bạn. Kỳ công nhỉ? Bao mất bao nhiêu công nhỉ? Mới dệt được một cái sản phẩm là cái váy nhỉ, váy áo đấy. Bao nhiêu công nữa? Nhiều. Dạ. Làm cái này à, thế ạ. Vâng. Bán cho người đây, Lào này. Cái sản phẩm này các bạn này. Này. Từ sợi tơ này này. Thành cái đây là cái khăn vào nhỉ. Khăn này, đây cái khăn này, khăn người Lào này. Đây. Cái này là để vào buộc chéo vâng. Vào làm quanh người nhỉ đấy, đấy đúng rồi đấy. Đây vâng đấy đúng cái rồi đấy. À đấy đúng rồi vâng đúng rồi khăn buộc chéo vâng, vâng. Cái trang phục đấy. Truyền thống của người Lào mình nhỉ vâng. Đúng rồi khăn buộc chéo này vâng. Vâng đúng rồi họ đi múa đi họ đi đấy. Múa đây đúng rồi ừ.
À không không, bà làm mẫu thôi, bà làm mẫu chứ bà không mặc đâu. Bà làm mẫu thôi. Bà làm mẫu thôi. Bà làm mẫu chắc cho. Đúng rồi. Đúng rồi chứ không không phải là không phải là mặc đâu nhá. Em bé này không cho bà mặc rồi nhỉ. Đây các bạn nhé, cái khăn này này, cái này là dệt từ cái sợi tơ này, đấy sợi tơ này, sợi tơ này kéo từ cái con tằm nhé. Đấy, đây trang phục, đây thành bộ trang phục truyền thống này. Bà ấy để làm cái khăn này chắc là nhiều cái sợi tơ này lắm nhỉ bà nhỉ. Bà xuống đây cái váy cho xem nhé. À thế ạ, vâng, đây vâng vâng, bà cho cháu xem đấy, cái sợi tằm nhé. Được, vâng. Đây bây giờ bà sẽ đi xuống lấy cho mình xem cái váy mà váy người Lào ấy. Đây này, cái khăn các bạn này, khăn đó, cái khăn rồi đấy, khăn người Lào. Một cái nữa là cái váy, bây giờ bà đang xuống dưới để bà lấy cái váy cho mình xem các bạn. Nay vào rất là may là bà nhà trông cháu nên là mình ghi lại được nhiều hình ảnh và cũng được nói chuyện rất là cần với bà các bạn. Các bạn ở đây là ở bản Co Khoang, xã Mường Luân các bạn nhé, ở bản người Lào ấy. Ở đây có nghề dệt rất là hay, là nghề dệt thổ cẩm truyền thống đấy bạn. Đó. Đấy, đây, đây, vâng, đây bà lên rồi. Đây, cái váy đấy các bạn này. Đây. Đấy, các bạn xem nhá. Đấy, đây là cái váy nhá. Đấy, cái váy đấy. Hai loại váy. À, hai loại váy à bà? Đây. Vâng, đây là cái váy này. Đây. Hai loại này, đây một loại này. Đây. Đấy. Ồ, cái này cũng đều dệt hết từ cái sợi tơ này hết đấy bạn nhỉ. Sợi tơ hết đấy các bạn nhá. Rất là đẹp này. Hoa văn này rất là đẹp này. Bà những cái chỉ này là mình phải mua thêm đúng không ạ? Vâng. Chỉ này mình muốn mua thêm nhỉ? Mình mua thêm. À đây cái sợi kim tuyến này, đẹp chưa? Đây. Nhưng mà thành phần chủ yếu vẫn là cái sợi tơ tằm này đúng không bà? Tơ tằm đấy. À đấy. Không 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 bà, bà không mặc đâu. Không mặc đâu. Bà cho bác xem thôi. Bà cho bác xem đây nhá. Cho bác xem thôi. Không phải mặc đâu nhá. Không mặc đâu. Ừ, đúng rồi, bà làm mẫu, là bà làm mẫu, bà làm mẫu thôi. Bà làm mẫu thôi nhá. Đấy, bà làm mẫu thôi nhỉ. Đây, trời ơi. Cho bác xem thôi. Vâng. Đây các bạn nhé. Sợ mặc mình đi chơi. À, sợ mặc là đi chơi hay là cứ giữ thôi. Đây, các bạn này. Đó, đây là hai cái váy truyền thống của người Lào các bạn nhé. Đó, váy cái đây để cái nữa. Này. Bà tự dệt đấy. Bà tự dệt à? Có lâu không mà bà? Lâu. Đây cái thứ hai bạn này. Nếu mà được làm thì cũng 3-4 ngày cũng được một cái. 3-4 ngày được một cái. À thế ạ, đấy là làm liên tục đấy bà nhỉ. Vâng. Đấy, váy này. Và đây là cái khăn này. Đấy, làm liên tục mới kịp nhỉ, mới được đấy. Thế còn cái áo thì có làm lâu không ạ? Áo thì mình mua thôi. Áo thì mình mua à? Ừ. Chủ yếu là mình làm váy đấy nhỉ? Vâng. À, vâng. Thế xưa thì mình làm thử. Vâng. Bây giờ thì mình mặc áo hộ làm bán. À, bây giờ cái đấy nó họ làm họ bán, là mình chỉ làm à, mình chỉ mua thôi nhỉ. Vâng. Vâng. Đấy, đây các bạn, hai bà cháu đây. Rất là vui hôm nay vào chơi với bà đây. Vâng, nói chuyện với bà rất là vui. Em bé này. Em bé. Chào em bé nha. Uống nước thôi à? Vâng. Đấy đi chơi về cái rất là khát nước này. Đấy, đấy đang ngồi uống nước này. Vâng. Đấy. Đây. Cái váy này các bạn. Bà ơi, ngoài nhà mình làm thì còn nhà ai làm nữa không bà nhỉ? Nhà ai cũng làm, họ đi chăn trâu. À, họ đi chăn trâu à? Ừ. À thế à? Vâng, cháu cũng muốn đi vào để cháu đến một số nhà để cháu ghi lại rồi cháu chia sẻ với mọi người ấy, cái nghề dệt của mình ấy. Nhưng mà khả năng là họ đi làm ruộng. Ừ, đang đi làm ruộng. Đang muốn làm ruộng là bà nhỉ? Người dân này, người già vâng. Thôi dân nuôi con này, người già thì đi cái đấy. Đi chăn trâu. Người già thì đi chăn trâu nhỉ? Ừ. Vâng. Đây. Đấy, dệt đây bạn này. Rất là đẹp nhá, các sản phẩm này. Từ cái nghề từ cái sợi tơ này. Sợi tơ truyền thống này. Bà ơi, cái váy này để làm từ con tằm sâu này chứ? Hay là tằm sâu này đấy, tằm dâu chứ nhỉ? Tằm dâu này đấy. Tằm dâu chứ không phải tằm lá sắn đâu gì? Không, không, à. Không phải tằm lá sắn.
Vâng, tầm nhỏ, tầm dâu, lá dâu đây. Đấy. Cái này nuôi. Ơ bà ơi, những cái này đều là những cái con tầm dâu hết nhỉ? Vâng, con tầm dâu hết. Nhưng mà mình sao lại phải bịt lại hả bà? Đây này. Mình không úp thì sẽ con chim. À, con chim nó ăn ấy gì? Thả nào nhỉ? À, nó ăn đi ạ. Nó mổ ăn đấy nhỉ? Ừ. À, vâng, thả nào. Đúng rồi, phải che lại nhỉ? Ừ, à, đúng rồi, không chừng để ăn mất. Lêm thì vâng. Con không nhìn thấy được bà mới dỡ ra. À, mới dỡ ra. À, vâng, đúng rồi. Đấy. À, đấy. Con chim ăn mấy con sâu đấy nhỉ? Con sâu này đấy. Đúng rồi. Em ấy. Rất là hay. Đây. Đây các bạn nhé, như này mình đã chia sẻ đến mọi người cái nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở bản Co Kham này, xã Mường Luân này, huyện Điện Biên Đông các bạn nhé. Đây, hôm nay cũng rất may gặp được bà, là bà rất là nhiệt tình đấy, và trao đổi với mình rất là nhiệt tình các bạn ạ. Đấy, vào cho mình xem cái sản phẩm này, váy này, khăn này, đấy, rất là đẹp. Yeah. Cảm ơn bà rất là nhiều. Và video mình kết thúc đây các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, chào các bạn.